Chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới nhất của Hòa Đen Vlog. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách mà chúng ta lắp nắp nồi côn tay cho quay và drill. Đây là bộ nắp nồi không tạ nha các bạn. Đây là bộ nắp nồi mà mình không có đặt có tạ, lắp cho xe quay 110. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách mà chúng ta sẽ lắp phụ kiện của cái nắp nồi này trước khi mà chúng ta lắp vào trong động cơ để chúng ta đổ côn tay. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu là khui hộp. Thì trong hộp thì nó sẽ là có một cái nắp côn. Đây là một cái nắp côn, một cái dây côn, một cái cần ti để khi chúng ta bóp côn, một tay côn, một cần để rỉ côn, một cái phốt, một lò xo, một cục đẩy côn và hai ổ bi đũa. Đây là hai ổ bi đũa. Trước tiên lắp thì chúng ta sẽ và một cái siêu nữa nha các bạn. Các bạn nhớ một cái siêu. Cái siêu này để chống mà cô nhé. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu lắp. Thì trước khi lắp thì chúng ta sẽ lắp cái siêu này để tránh trường hợp mà chúng ta làm mất cái siêu này. Đây, đây cái siêu rất là nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ lắp cái siêu này vào ngay chỗ mà cái vị trí của cái ti này. Đây các bạn, sau khi lắp thì chúng ta sẽ được như vậy. Tiếp đến thì chúng ta sẽ lấy hai ổ bi đũa. Hai ổ bi đũa. Thì hai ổ bi đũa này thì nó sẽ có một ổ nhỏ và một ổ lớn. Thì ổ lớn thì nó sẽ là nằm ngay chỗ vị trí này. Còn một ổ nhỏ thì nó sẽ nằm ở vị trí này. Đây các bạn. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành là lắp hai ổ bi đũa. Thì trước khi lắp thì chúng ta sẽ lấy một ít mỡ, mục đích để chúng ta dùng mỡ để làm gì? Mục đích chúng ta dùng mỡ là để cho nó bôi trơn và nó dễ vào các chi tiết. Bây giờ thì chúng ta sẽ lấy ổ bi lớn để cho vào cái vị trí này. Các bạn chú ý là khi chúng ta lắp bi thì chúng ta để mà nó căng đó các bạn, tránh mà cong vây, tránh trường hợp mà lệch bi lệch tâm thì nó sẽ ảnh hưởng tới quá trình chúng ta sử dụng, thì nó sẽ bị xì nhớt. Chúng ta sẽ dùng một cái mà cái cần đẩy côn này chúng ta sẽ đưa vào đây để chúng ta đưa cái ổ bi này cho nó dễ dàng hơn, tại vì mình thấy là nó vừa y nên là mình luôn tiện là mình dùng luôn. Sau khi chúng ta đưa ổ bi lớn vào thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành là lắp luôn cái phốt này. Đây là cái phốt chống nhớt, chống xì nhớt ra ngoài các bạn. Chúng ta sẽ lắp trên cái ổ bi này, trên cái vị trí này. Và
Và bây giờ thì mình đã lắp xong cái phốt. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ lắp bộ bi lũa còn lại vào. Thì cũng mấy ổ bi đũa trước thì mình sẽ bôi một ít mỡ. Ổ bi đũa này nhỏ này thì chúng ta sẽ đưa cái vị trí ngay chỗ này các bạn. Đây là cái vị trí của cần mà chúng ta áp số. Cũng như ổ bi kia thì chúng ta sẽ dùng cái cần ti này, chúng ta sẽ đặt đây. Đây, để cho mà nó đối xứng thì chúng ta sẽ dùng cái ti này, chúng ta sẽ đưa vào. Sau khi chúng ta đã đưa cái ổ bi này vào thì chúng ta sẽ tiến hành là đưa cần ti này, mình đưa vào cái vị trí trong này. Khi chúng ta lắp ti thì chúng ta sẽ bôi một ít mỡ. Thì các bạn dùng mỡ thì các bạn nên dùng cái mỡ nào nó tốt xíu. Vô vô ngỡ đây luôn. Thì chúng ta sau khi vô mở thì chúng ta sẽ đưa vào. Sau khi chúng ta đã đưa cái ti vào thì chúng ta sẽ đẩy nhẹ xuống để cho nó vừa lọt cái cần ti này. Sau khi chúng ta đã đưa vào thành công thì chúng ta sẽ lắp thử cái cần này. Và nếu như cái ốc này nó đưa tới thì chúng ta đã lắp thành công. Các bạn. Vậy là mình đã vừa hướng dẫn xong cách mà lắp cái nồi côn tay đổ cho Dream vào quay. Thì video tiếp theo thì mình sẽ làm hướng dẫn tháo máy ra và mình sẽ lắp côn tay trên chiếc quay. Vậy là video của mình tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.